Ở đây chị để cuối coi lên bông đen nè, phải biết cái con ong đó. Đó không phải, mình là cái con dơi. Dơi này dơi, dơi làm con. Yeah, wow. Coi lên bông đen. Ai đứng lên, đứng lên. Chết lắm. Tôi dơ được lắm. Ôi may quá nó không chơi được. Ý hên quá. Ôi may quá nó không chơi được. Để ngôi nhà cho đi một em nha. Ôi. Trời không giống ngôi nhà lắm. Tiếp theo quá được này rồi. Mình sẽ vẽ một quả trứng ra đây. Không giống loại trứng luôn, giống cái cục gì giống như gà. À giống cái gà. Ờ nhớ tên được hay vậy. Ờ à, nhớ tên được mà nó không, nó còn không chích, không cắn mình được. Đây để cái vòi của con voi. Còn đây là cái đầu. Cái con dơi này được rồi, đúng rồi, dung nhan để sao ta để thôi à, không có rớt xuống em như vậy không bị rớt xuống theo thôi. Quá mềm, quá mềm. Tiếp theo đây là rễ tóc buồn xù. Ây ôi may quá không bị rớt xuống. Này tiếp tục qua đường mới nè. Mình sẽ để một cái để chặn cái lại. Nhưng mà sẽ lên được mất. Đây, để như vậy nè, nó không thể lên được rồi. Ây, nó không thể lên được nhưng mình có thể bị rớt xuống trên cam á. Rồi xong khi rồi đi. Rồi là bị dây chặn rồi. Thôi vẽ luôn vậy đi. Nó vẽ luôn vậy khỏi sợ bị gì hết. Cứ để mình lên hoài. Nhưng mà cũng không sao. Tiếp. Để cái móc vô, để móc vô. Ui à. Thôi nó đẩy cái móc lên luôn rồi bé ơi. À không sao, giờ mấy cái con ong, giờ mấy con dơi này nó nâng mình lên rồi mình không bị té xuống. Thì ở đây có hai cái móc kìa. Vô. Yeah. Họ móc như vậy là họ bị té. Đi. Con cái con này. Biết. Đây. Cái này sao mà giấy ta? À như vậy bị lứt không? À nó không bị lứt. Ô bị lứt rồi sao mà ra được? Cái này khó quá sao mà đi được ta? Không, nó rớt xuống vẫn được vậy. À không phải vậy như vậy nè. Ấy, tại như vậy sẽ không bị rớt xuống. Ấy, cái gì rớt ra ngoài kìa. Trời ơi, lại chết nữa. Nhưng mà mình biết cách qua rồi. Ấy, như vậy là khỏi rớt. Qua mềm. Rồi, qua mềm tiếp theo. Ở cái hộp băng là cái gì vậy?
Tôi trò tâm khác hết luôn. Nghe mà banh nha. Trời nó vẫn ngọn kìa. Ủa không? À nó phải rớt xuống. Nó phải rớt xuống. À đâu nó tự nổ kìa. Mà để nó không nổ giờ nó nổ. Để nó vô nó phải rớt. Sao nó vô nổ. Học cái này lại được gì? Học nó không. Ai nó rớt ra luôn kìa. Rồi xin. Có đây. Úi, trời không biết lại lại. Thế nào không nhẹ nó. Đừng có nhỏ nha. Rồi, à, nó rất không phát thử cho người rồi. Qua được rồi. Yeah. Bùm. Đổ cho hết bây giờ. Rồi xong tim mình bị té. Rồi, từ đây không cần nữa. Được. Đổ, mấy con dịch đó luôn kìa. Đây là gì đấy? Mở cái này ra để lấy chìa khóa. À, mở cửa là coi phát hiện ra chồng lại chồng. Để nó phá mình. Tôi ngủ đứa bé. Rồi, dậm chá là gì đây trời. Không biết dậm chá là gì vậy. Đấy. Mở ra. À chắc là rút lửa lên thì chịu ăn rồi. Rút lửa lên thì chịu ăn. Ê, thế chưa? Ai, có lửa để chịu ăn rồi kìa. Mở ra, lấy cái chìa khóa này. Lấy chìa khóa mở cửa. Oh yeah. Mở cửa vô. Mở cửa. Vô nhà nè. Trời. Nhà nè. Mở ra. Rồi, rác được một mảnh ghép. Còn ba mảnh ghép nữa. Ồ, qua. Lâu thế. Rồi, bây giờ tiếp tục. Rồi, thế này, lấy con ghế ra làm gì không? À, quấn em bé lại, bé ăn à. Rồi, mấy cái cục bom luôn. Ủa, làm sao phá mấy cục bom được? Nó rớt xuống hả? Nếu như là như vậy thì nó sẽ nổ thôi. À, cái viên đá này sẽ phá được cái quả bom này. Thôi, nhưng mà bể đúng rồi. Bùm. Bùm. Ôi, lấy bình sữa rồi nè. Lấy bình sữa cho em bé bú đi. Nét. Ý, cái mày này lụm tiền thôi, không có làm gì hết. Ôi, lụm như. Nét. Ôi, này này cũng tiếp tục lụm bàn luôn kìa. Này để mua về hay sao? Có gì? Con này thì nó đều có dễ.
này xuống nè. Ôi, cho hai cái cục đó nổ cùng một lúc luôn nè. Yeah, nó được mệnh giá thứ hai rồi. Thôi bây giờ lượng hỏi bánh mì để ăn. Mở hết ra đi. Thật. Ổ bánh mì sao mà đen dữ rồi. Ổ bánh mì thì thôi, bị kêu à. Chấp thuận tăng đàn quá thiệt sau đây. Sau khi giác ngộ hai cư bốn mùa mưa Vansa, Đức Phật, Viên Thanh Thành, Kavila Vasu, Kati La Vệ hoàn thành quê ngài. Theo lời định cầu của phụ vương ngài vua Suppodana, vào lúc đó Mahapajapati vì bộ của Đức Phật định cầu ngài dẫn bà gia nhập vào tăng đoàn. Không chỉ một mình bà Mahapajapati muốn gia nhập tăng đoàn, mà còn 500 bà hoàng dòng Sakya mà những hôn phu của họ đã từ bỏ đời sống thể gia cũng mong ước được gia nhập tăng đoàn. Sau khi phụ vương ngài qua đời, Đức Phật trở lại thành Vesali, từ chối lời thỉnh cầu nhiều lần được gia nhập tăng đoàn của bà Mahapajapati. Vì mẫu của Đức Phật, quá phụ của đức vua Suddhodana vừa mới băng hà, cắt tóc mà mặc khi nhuộm vỏ cây, cùng với 500 bà hoàng dòng Sakya lên đường đi đến thành Vesali nơi Đức Phật đang ngự trong rừng Đại Lâm. Trong sảnh đường Kutagara, đại đức Ananda thấy họ ngoài cổng đại sảnh Kutagara, chân sơn và lánh đầy buồn rầu, đầy nước mắt, đang đứng khóc vì lòng đại bi mẫn đối với phụ nữ. Đại đức Ananda nhân danh họ Phật thiết, này xin Đức Phật nhận họ vào tăng đoàn. Đức Phật vẫn tiếp tục giữ vững lập trường. Nhưng khi đại đức Ananda hỏi Đức Phật liệu phụ nữ không có khả năng đắc tuệ đạo và quả hay sao, Đức Phật trả lời rằng quả thật phụ nữ có khả năng làm vậy và cho phép họ từ bỏ đời sống gia đình như nam giới. Từ đó Ananda thuận thiết bạch rằng bà Mahapajapati đã từng chăm sóc ngài như người bảo hộ và bú nuôi cho ngài bú mớm khi thân mẫu ngài từ trần, và như là phụ nữ có khả năng đắc đạo và quả, bà sẽ được phép gia nhập tăng đoàn và trở thành Bhikkhu Suni. Cuối cùng Đức Phật chấp nhận lời thỉnh cầu thuận thiết của đại đức Ananda. Ananda, nếu vì mẫu Mahapajapati chấp nhận bát chánh pháp Garudana, hãy chấp nhận như thế, nghĩa là bà được nhận vào tăng đoàn. Bát chánh pháp là một Bhikkhu Suni, ngay cả 100 chỉ đạo Vansa phải cung kính một tỳ kheo vừa mới xuất gia dù chỉ một ngày. Một tỳ kheo đi không nên an cư mùa mưa nơi không có tỳ kheo nào. Mỗi 15 ngày một tỳ kheo đi phải làm hai việc: hỏi tỳ kheo tăng ngày bác quan trai giới Ubosatha và đến đường tỳ kheo tăng để nhận lời hướng dẫn và sách ấn. Khi bạn an cư mùa mưa, tỳ kheo đi đã thanh gia lệ bạn an cư mùa mưa Bavarana do cả hai hội đồng tỳ kheo tăng và tỳ kheo đi thực hiện. Trong mọi hội đồng tỳ kheo đi phải mời góp ý phê bình về những gì đã thấy, những gì đã nghe hay những gì đã nghi ngờ về tỳ kheo đi đó. Một tỳ kheo đi phạm tội tăng tài phải thi hành hình phạt 10 tháng Pakamarata. Trong mọi hội đồng tỳ kheo tăng và tỳ kheo đi, một sa di đi chỉ sau thời gian thử thách rèn luyện 200 như là ứng xử đi, sự chấp nhận tu lên bậc trên, phải tìm đủ cả hai hội đồng. Một tỳ kheo đi không được nên chịu rủa. Một tỳ kheo tăng trong bất kỳ trường hợp nào không nên ngay cả nói quanh co. Một tỳ kheo đi phải tuân thủ các lời dạy của tỳ kheo nhưng không được dạy hay tuyên bảo với tỳ kheo. Bà Mahapajapati chấp nhận không chút lượng lự bát chánh pháp này do Đức Phật áp đặt, và cuối cùng bà được chấp nhận vào tăng đoàn. Chương 2 tạng luật. Tạng luật được kết tập từ đất cuốn sách Bất Động Trụ Vajrasika Pali, Phân Đối Trị Vajrasika Pali, Đại Phẩm Mahavajra Pali, Tiểu Phẩm Kulavajra Pali, Lục Tạng Tập Hiếu Parivada Pali, Bất Động Trụ Vajrasika Pali. Vajrasika Pali là cuốn sách cuốn sách của tạng luật, giải thích chi tiết về những điều luật quan trọng liên quan đến bất cộng độ và tăng tàn, cũng như bất định và ứng đối ưng xả đối trị là những luật nhỏ, các tội bất cộng trụ Parajika và những hình phạt. Giới bất cộng trụ gồm 4 loại được đặt ra để ngăn ngừa 4 tội nghiêm trọng:
bất cứ ai phạm phải luật nào trong những điều luật này sẽ bị thất bại trong mục đích trở thành kiều phu theo cách nói của luật cởi mất cộng chủ rơi vào người nào thì người đó tự nhiên mất địa vị kiều phu, người đó không còn được phong dẫn như là một thành viên của hội chúng kiều phu và không được phép trở thành kiều phu lại. Người ấy phải hoặc trở về đời sống đại gia như là cư sĩ hoặc trở lại địa vị của một sa di. Người đã mất địa vị tiền khu vì phạm phải bất cứ luật nào trong dự luật này giống như người đó đã bị chặt đầu khỏi thân hình, người ấy không thể sống thậm chí nếu cái đầu được gắn lại trên thân người đó như lá liền cành cây không thể trở lại thanh lại, thậm chí nếu chúng được gắn lại vào phiến lá như tảng đá phẳng đã bị bửa ra nó không thể liền lại được, như cây sồi đã bị chặt ngang thân nó sẽ không bao giờ mọc lại. Muốn tội mất cộng trụ dẫn đến mất địa vị như là tiền khu, mất cộng trụ thứ nhất, mất địa vị tiền khu đào hành dâm, mất địa vị tiền khu, mất cộng trụ thứ hai, mất địa cứ tiền khu đào có tác ý lấy cách dựng gì không cho sẽ bị mất địa vị tiền khu, mất cộng trụ thứ ba, bất cứ tiền khu đào có tác ý trước mặt bảy xấu của con người sẽ bị mất địa vị tiền khu, mất cộng trụ thứ tư, bất kỳ kỳ thu nào tuyên bố thành đạt mà thực sự không thành đạt như là đất tiền hay tệ đạo và quả sẽ bị mất địa vị kỳ thu. Người phạm tội mất cộng trụ là tội rất nghiêm trọng, người đó không còn là kỳ thu, tội của người đó không thể chữa được. 13 tội tăng tràn và những hình phạt. Điều luật tăng tràn rồi một loạt 13 điều luật đòi hỏi sự tham gia chính thức của tăng từ đầu đến cuối trong tiến trình làm cho người đó hết tội vi phạm. Một kỳ thu đã phạm những điều luật này và muốn hết tội trước khi phải đến dừng tăng và xóa bỏ tội đã phạm tội, tăng quyết định tội của người đó và ra lệnh người đó phải thọ những hình phạt cấm phòng Parivasa, hình phạt đòi hỏi người đó phải sống đình chỉ mọi tử thân gần sinh hoạt với số tăng chúng còn lại trong nhiều ngày hành với thời gian bằng với thời gian người đó biết và che giấu tội lỗi. Còn lúc chấm dứt hình phạt cấm phòng Parivasa, người đó phải trải qua một thời gian dẫn hình phạt Manasa thêm 6 ngày nữa để được tăng chấp nhận lại. Sau khi thực hành hình phạt Manasa, thì kêu đó thành tăng phục hồi lại đầy đủ mỗi sự thân thường sinh hoạt với số tăng chúng còn lại. Phẩm hạnh của người này được trong sạch như trước sau khi có cuộc họp tăng gồm ít nhất 20 vị tiền tu. Tại đây nát đi nhận động cơ và phục hồi địa vị của người này được đọc theo sau 3 lần đọc Kamavaka văn bản thủ tục tiến hành chính thức của tăng. Vài ví dụ về những tội tăng tàn, tội xúc phạm vào thân phụ nữ Kaya Sansaya. Nếu tiền tu có ý dâm dục thà vậy xúc chạm vào thân người nữ như cầm tay, vuốt tóc hay sờ chạm vào bất cứ phần nào trên cơ thể người nữ đó, người ấy phạm tội tăng tòi do xúc chạm thân người nữ. Kaya Sansaya Sangha Disesa, tội làm mai dâm. Sankarita, nếu tiền khi nào làm mai dâm người nam hay người nữ nào chung sống hợp pháp với nhau như chồng hoặc vợ hay sắp đặt tạm thời như người đàn ông với bà chủ hay người đàn bà với một tình nhân, người ấy phạm tội tăng tàn do làm mai dâm. Sankarita Sanghavisita, hai tội bất định Aniyata và hình phạt. Aniyata nghĩa là bất định, không chắc. Có hai tội bất định, tính chất của chúng là không thật gì. Liệu đó có phải là mất cộng trụ hay tăng tàn hoặc ân trả đối trị, đó được quyết định theo dựng sự cung cấp dự kiện trong những luật sau đây. Nếu một vị tỳ khu ngồi xuống chỗ riêng như một mình, đi tư một mình với một người nữ trong một nơi riêng biệt hoặc là khuất tầm mắt và thuận tiện cho mục đích trái đạo đức nào đó, và nếu một tín nữ đấy tên nghĩa là một bậc thánh, ấy thì tu đó cũng tội ông phạm bất cứ tội nào trong ba tội mất cộng trụ, tăng tàn, ứng xả đối trị và tiền tu đó nhận tội. Đàn ông đã ngồi như vậy, tính nữ đến sinh đó tìm thấy ông phạm một trong ba tội này. Nếu một tiền tu ngồi xuống nơi riêng tư một mình với một người đàn bà trong một rơi không phút tầm mắt và không chuyện cho một đích trái đạo
chân trị cho việc nói lời dâm dục đối với người nữ đó. Và nếu một tính nữ đấy tình trạng nghĩa là một bậc thánh, thế thì tu đó buộc tội ông về một tội nào trong hai tội, tội tăng tàn ưng cả đối trị, và chính vì tu đó nhận rằng ông đã ngồi như vậy, tính nữ đó tìm thấy tội nào trong hai tội này, 30 tội ưng cả đối trị và nhận hình phạt. Có 30, bó 30 điều luật trong phạm trù tội ưng cả đối trị và nhận hình phạt được đặt ra để kiềm chế tham tham quá đáng của tiền phu về việc sở hữu những vật dụng như y bát. Ví dụ, tội đã phạm một trong những luật này khi vật dụng không cho phép có được, hay khi vật có được nhiều hơn số lượng cho phép. Hình phạt gồm trước hết từ bỏ những vật đặc biệt về vật mà tội đó bị phạm, rồi theo sau đó là sám hối về việc vi phạm điều luật, cùng với việc hứa không tái phạm điều luật đó đối với toàn thể tăng đoàn, hay đối với một giới tỳ kheo, hay đối với tỳ kheo nào đó. Và bậc có một cách sai trái đã được dân nộp. Vài ví dụ về tội ưng xả đối trị. Điều học ưng xả đối trị: nếu bất cứ tỳ kheo nào giữ số lượng y nhiều hơn cho phép, nghĩa là y nội, y vai trái và y tăng đà lê, vị ấy phạm tội đối với tội đó, vị ấy phải dân nộp đi thẳng như mình sám hối tội của mình. Điều học Sivara Atindana: nếu tỳ kheo nào cho y của mình đến người khác và sau đó nổi giận hay bất bình bắt buộc trả lại hay bảo người khác lấy lại giùm, vị ấy phạm tội ưng xả đối trị. Tội ưng xả đối trị là những tội nhẹ hơn so với những tội nghiêm trọng của mất tổng chủ hay tội tăng toàn. Ân đối trị là cuốn sách thứ hai của tạng luật liên quan đến những tội còn lại của tiền phu, đó là ân đối trị, ân phát lò, ân học pháp, bảy cách dàn xếp việc tranh tụng và dẫn điều luật tương đương đối với tiền phu đi. Mặc dù Bali gọi là ân xả đối trị, nó có tên đặc biệt là Sika Pasitya. Ân đối trị thường được